À gì thế này cứ bố nó chồng nó đi bỏ tỉnh thắng bà cứ thấy ở cái cầu nhìn ra mình thấy cũng đó có hai thằng nó ngồi đây à tôi lại cũng mới ra mà trước nghiện nó nào nó bắt mấy con gà của nó thì nó không nó hội nó còn nằm cái Đồng Sơn nó xoay trên cái điện thoại gà nó về ngay bắt được hai thằng đấy phải phạt phải gì đền mất 20 triệu. Thế bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bà 71 rồi. Bà già luôn cũng rồi. Bà 71 khỏe lắm. Hôm trước là cháu hộ chỗ chú Diện ông chưa đấy. Cô chú ở nhà nấu cơm ăn cơm mà. Ừ, thằng đấy nó thông tính mà. Cháu rẻ lên nhưng mà nó thông tính mà. Ôi tối nó dạy nó cứ dạy bạn lên. Cứ làm đường nào dạy. Không nghĩ bạn nào. Cứ thỉnh thoảng nha. Không biết nha. Ôi tiền nha. Đấy là một thằng đấy mà. Thank you.
Thank you.
nhớ cái luôn. Thank you.
Thank you.
Cái này em phải lấy bộ làm cho chú vậy tối qua nó làm em chắc các bạn chưa gì em không ra ấy. Kết hợp thì ngon quá. Ồ đỡ rồi. Ôi nhà ai đây bố? Hôm nay em đi em có cái gì ạ?